Vừa qua, Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021. Đây là buổi lễ quan trọng ghi dấu sự trưởng thành của các tân binh sau 3 tháng làm quen với môi trường quân ngũ. Lễ tuyên thệ đã diễn ra sôi nổi, trang trọng, thể hiện niềm vinh dự tự hào của các chiến sĩ mới khi chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 3 tháng huấn luyện, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, cùng với đó là điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ khung huấn luyện và gần 220 tân binh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, rèn luyện bản lĩnh, ý chí của người quân nhân cách mạng, từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ trong một môi trường mới, nhưng sau một thời gian tôi đã làm quen và phát triển về những đức tính tỉ mỉ thông qua việc sắp xếp nội vụ, cũng như là việc đúng giờ trong những chế độ của đơn vị. Ngoài ra tôi đã được phát triển hơn về yếu lĩnh, kỹ thuật động tác của mình thông qua việc bắn súng cũng như là đánh thuốc nổ thật. Và tôi xin hứa khi qua đơn vị mới sẽ cống hiến và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Khi bắt đầu đặt chân vào đơn vị thì cơ bản tất cả các đồng chí đều là e dè rụt rè cũng như là thiếu tự tin trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Thì được sự quan tâm theo dõi của cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp, đặc biệt là sự giúp đỡ, hướng dẫn và rèn luyện của các đồng chí cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thông qua các nội dung huấn luyện quân sự, nội dung học tập chính trị và các hoạt động phong trào của đơn vị. Thì ngày hôm nay thì các đồng chí chiến sĩ mới đã bắt đầu xây dựng cho mình một bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đã tự tin hơn và sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ mà quân đội cũng như là nhà nước giao phó. Công tác huấn luyện chiến sĩ mới được đơn vị kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy. Trong huấn luyện đã vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, rèn luyện cho chiến sĩ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, đoàn kết sáng tạo, chủ động thi đua, huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình. Từ đó, đơn vị tiến hành kiểm tra cuối khóa đạt kết quả tốt, riêng 3 môn nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. So với các năm trước, thì chất lượng năm nay, dù trong điều kiện dịch bệnh xảy ra rất là phức tạp, nhưng mà kết quả lại được nâng lên. Trong đó là về nhận thức chính trị, đơn vị kiểm tra đã đạt kết quả là đơn vị giỏi. Các nội dung kiểm tra, trong đó đặc biệt là nội dung 3 môn có tiếng nổ, đều đạt được cái yêu cầu theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Lễ tuyên thệ không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của các chiến sĩ mới, mà còn là dấu ấn quan trọng, thể hiện thời khắc thiêng liêng, niềm tin tưởng tự hào để các chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.